lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ngày 7 tháng 5 năm 1954, đã được long trọng tổ chức sáng 5 tháng 5 tại Hà Nội, với sự có mặt của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Tổng Tư lệnh Chiến dịch Điện Biên Phủ cùng nhiều vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, đại biểu các tầng lớp nhân dân, sinh viên, học sinh thủ đô, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn Hà Nội. Điều hòa không khí biến tần của Daikin. Daikin là thương hiệu Nhật Bản có độ tin cậy cao. Hơn nữa, Daikin có doanh số bán điều hòa không khí cao nhất ở Việt Nam, được tặng thưởng nhãn năng lượng 5 dấu kiểm ở mọi phân loại, do sản phẩm được áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng tiên tiến. Giới thiệu dòng Smile của điều hòa không khí Daikin.